Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video hôm nay, em giới thiểu có hai cái đầu máy của thương hiệu Kenwood. Cái này đọc được cả USB, CD, dòng đề cao USB. Dòng này có máy đọc CD thôi. Đây là bộ dàn của thương hiệu Sony, chạy CD, cassette, cổng cắm qua jack điện thoại trước. Dòng phân khúc dòng mini, giá cũng rất là rẻ thôi. Một cái âm đi của thương hiệu Yamaha, dòng DSP AX630, mặt nhôm màu vàng chanh, nguồn rất là khủng luôn. Dòng này có giải mã và đặc biệt nó có xuất tín hiệu qua cổng AUX, qua cổng AV để làm một cái đầu bề giải mã quang luôn cho các bác để sang ghép sang đẩy, rất là hay luôn. Qua mua đi này vừa có một cái âm đi đánh loa, vừa có một cái đầu giải mã bề luôn, và giá thì rất là rẻ cho các bác. Trong thời điểm này giá chỉ có 2.600.000 đồng. Đấy. Mặt màu bằng nhôm đẹp, rất đẹp luôn. Dòng này tiếng bass check lên rất nhiều các bạn. Nguồn rất to và khỏe luôn, máy rất nặng. Giải vỉ giải mã 24 bit nó nằm ở trong cái hộp nhôm này. Thì em sẽ quay chi tiết hơn. Sau đây em sẽ đi báo giá là được từng sản phẩm một, sau đi hướng dẫn chi tiết hơn. Âm đi Yamaha này với giá 2.600.000 đồng. Đấy. Vừa nằm âm đi vừa nằm bề giải mã luôn. Bộ dàn Sony này chạy tốt CD cổng AUX, cassette thì nó vẫn chạy. Riêng có cái MD đĩa FBS thì nó không chạy thôi. Và giá hôm nay em để rất là rẻ thôi. Giá chỉ có 1.000.000 đồng. Đấy, dòng mini có chỉnh tăng bass và nhiều chế độ nhạc rất hay luôn. Một cái đầu máy của thương hiệu Kenwood, đọc đĩa CD ok, đọc được cả USB đây, đang test ở đây rồi. Giá chỉ có 500.000 đồng và rẻ nhất ở đây. Đấy, cục máy của Kenwood giá 305.000 đồng. Đấy, vẫn chạy đĩa CD ok. Đấy, MD nó vẫn chạy này. Băng cassette thì nó ra đẩy vào nhưng mà nó không chạy đâu. Đấy. Cơ kiện dòng này rất là phức tạp. Giá có 350.000 đồng. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu lần lượt từng sản phẩm một, hai cái sản phẩm để cho nó nhanh được các bác. Cái Kenwood này thì chạy tốt CD. Đấy. Màn hình của nó thì nó các bác nhìn đây này, đấy, nó hơi khó nhìn một chút thôi, mà đây vẫn có nhìn chữ CD này, 01 không số dây chạy về bài chạy về này. Đấy. Đấy, đĩa vẫn đọc tốt này. Đấy, MD thì MD nó vẫn chạy đấy, MD nó vẫn chạy ok này. Bạn nào muốn có những đĩa MD này hoặc là để nghe đĩa chạy ok này, MD răng reading này, đây MD vẫn chạy bình thường đây. Đấy. Kích thước của cái cục máy Kenwood này, chiều ngang là 18, chiều cao 24 và chiều sâu 30, giá 350.000 đồng, không bao gồm phí ship, chạy CD thôi. MD ok này, cổng AUX này, kết nối với điện thoại máy tính này. Ở đây có cái chế độ SOUND, chế độ sao, chế độ nào lớt này, chế độ sao gì đây, sao mốt này, đấy, có chế độ EX bass này, đấy. Máy hình thức đẹp. Dòng này Kenwood này, điện 100V, công suất 55W này, Kenwood thương hiệu của Nhật rồi và đường hàng được lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc. Đấy, máy rất nặng luôn các bạn, đây, đây là jack cài loa này. Dòng này thì đánh loa trở kháng 6 đến 16 ohm. FM dòng này tần số 90 thôi. Đây có cổng AUX kết nối với điện thoại, cái jack bông sen đỏ trắng này. Ở trên này cái cổng này là cổng súp hỗ trợ súp điện này. Đấy. Kenwood. Những cái dòng mini này thì tỷ lệ lên 90% là lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc. Đấy. Ngay cả Kenwood cái này trên cũng vậy. Đấy, China hết. Máy chạy tốt CD, MD, AUX, giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Màn hình nó bị, đây nó hơi bị ám ám một tí. 350.000 đồng. Tiếp theo cũng là đầu máy của Kenwood tiếp. Dòng này là dòng đời cao, có cổng USB, CD. Đây, slip hẹn giờ này, audio in chính là chỉ cổng jack 3.5 để kết nối với điện thoại máy tính. Thì đây đang test cổng USB đang chạy này. Đấy. Tiếp theo là cái stop CD. CD nó hướng dẫn lắp phần trên này, CD nó vẫn chạy. Đây em sẽ chuyển sang CD này. Đây. Đang reading, đây là nút bật tắt nguồn. Kích thước của cái đầu máy Kenwood là chiều ngang là 15, chiều cao 18 và chiều sâu 22. Giá có 500.000 đồng, các bác vừa nghe được USB, vừa nghe CD. Đấy.
như cái này nó không có FM, nó cắt mất cái phần FM trên cái bộ này rồi, trên cái đầu máy của cái nút này rồi. Đấy. Đây là những cục dàn của mini thôi, các bác ghép ở những cái cặp loa bát 10, 12 hoặc có thể tối đa 14 được rồi. Đấy. CD vẫn chạy ok. Đấy. Lách bài. Đấy. Máy thì hình thức còn đẹp. Đấy. Đây là jack cài loa này. Dòng này đánh loa trở kháng rất rộng luôn, từ 4 đến 8 ohm này. Đấy. Ở đây có FM này, nhưng mà FM này chưa biết bật chỉnh mặt trước kiểu gì. Kèn nuốt này, điện 100V này, công suất 25W này. Đấy. Dòng 313 này. Trên mặt máy này thì đây có FM rồi, nhưng mà FM tần số trong này cũng để đến 90 thôi. Cũng không chỉnh được cái tần số của FM đâu. Giá có 500.000 đồng thôi. Giá không bao gồm phí ship. Đấy. Số điện thoại là địa chỉ mua hàng, hoặc là số điện thoại lúc nào có sẵn ở phía góc màn hình bên trái này, 0961225555. Đây, tiếp theo là cái bộ dàn của thương hiệu Sony. Dàn này có kích thước như sau. Chiều ngang là 45, chiều cao 23 và chiều sâu là 30. Với cấu hình loa 2 đường tiếng, bát 11cm, màng giấy gân vải zin theo loa, một chắc giấy ở trên. Hình thức thì phải nói là rất đẹp luôn, ê căng vậy cũng còn tương đối đẹp. Em thành lý cho bác, chỉ giá 1.000.000 đồng. Đây, CD của nó đây, vẫn em đang chạy CD này. Cổng cắm điện thoại là cái cổng phía trước này, đây. Cổng đây cổng lỗ phone này, đây là cổng cắm điện thoại này. Đấy. Đây các bạn nhìn nó toàn chữ Nhật thôi, Play ở đây. Đấy. Bát đánh rất tốt luôn các bạn. Chế độ chỉnh nhạc ở đây các bạn, đây là phím này, và các bác kéo xuống cái hàng thứ 1, 2, 3, đây đúng cái chữ này, và ấn enter ở giữa chế độ megabát này, chế độ tăng bát này, rồi tiếp theo cũng đúng cái chữ đấy, và chế độ EQ này. Đấy. Ở đây các bác có thể kéo xuống ở đây điều chỉnh này, nó giải theo EQ giải đấy. Đấy, trở dạng chữ V này. Đấy. Đây chữ V hay hơn. Đấy, rất nhiều chế độ nghe nhạc. Đấy. Rất hay luôn các bạn, nhỏ rất là hay. Với cái bộ dòng mini này các bác chỉ nghe cái phòng diện tích phòng ngủ tầm 15m² đổ về thôi. Đấy. Thử test băng dây. Băng dây. Đấy. Vẫn chạy luôn. Chất lượng âm thanh của băng dây nó thật các bác là nó cũng không được tốt như của bằng nghe đĩa qua điện thoại đâu. Đấy, vẫn chạy tốt vì cái này em đã thay lại dây của ra rồi. Đấy. Đây tổng thể phía sau của nó đây, bộ dàn này bình thường nó vẫn bán đấy, bình thường thị trường nó vẫn bán tầm hơn 1.5 triệu, nhưng mà hôm nay thanh lý có 1 triệu thôi, vẫn được lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc. Đây. Đây. Sony điện 100V, công suất 45W này. Đấy. Máy móc đẹp nguyên zin. Chắc chắn thì đây là hàng nội địa của Nhật rồi. Còn các bác nào sợ hàng nhái Trung Quốc thì các bác có thể bỏ qua, bởi vì Trung Quốc nó không sử dụng điện 100V đâu các bạn, nó sử dụng điện 220V giống mình, và nó sẽ xuất sang thị trường của Nhật để nước Nhật sử dụng. Và các bác biết là thị trường của Nhật họ rất cầu kỳ về chất lượng rồi. Đấy. Cổng này là cổng dành cho máy Walkman, hoặc là máy nghe nhạc cũng nghe, chứ không phải cổng USB đâu. Đấy. Giá chỉ có 1.000.000 đồng thôi, giá không bao gồm phí ship. Đấy. Mà dàn thì đẹp góc cạnh, không phải nghĩ ngợi gì, bộ dàn rất đẹp mà giá thành chỉ có 1.000.000 đồng thôi. Này mini dòng này thì em cũng không còn nhiều để bán thanh lý đâu các bạn, còn đâu đấy 1-2 bộ nữa, nhưng mà để em dọn lốt thì thanh lý lốt cho các bác. 1.000.000 đồng rất hay, chạy CD AUX phía trước này, cắm điện thoại này, băng dây vẫn chạy, riêng có cái đĩa MD này thì nó không chạy thôi. Đấy, dạo ít người dùng cái này rồi. Tiếp theo là một cái âm ly rất đáng để các bác sử dụng chơi. Đấy. Âm ly Yamaha này, mặt nhôm màu vàng chanh. Kích thước của âm ly như sau. Chiều ngang là 43,5, chiều cao 16
chiều sâu 36, giá 2.600.000 đồng. Chế độ stereo, chế độ 2 kênh, cái chế độ nghe nhạc xem phim này, 2 kênh chuyên nghiệp. Dòng này tôi thật với các bác là bát nó xuống rất là sâu luôn. Bát đánh đến u tai luôn các bạn, bát xuống rất sâu. Dòng này phía trước là cầu loa AB, chế độ stereo, chế độ effect này, chế độ stereo, chế độ hai kênh. Đây cái phím chuyển kênh này. Bát check đầy đủ này, input là chuyển các tín hiệu đầu vào này. Hiện tại em đang lắp cái cổng MDCD, cổng giải mã quang từ Smart TV này. Đặc biệt nó có cổng quang phía trước luôn này. Dòng này thì bát ngàn xò than này các bạn. 2, 4, 6, 8, 10. Dưới có 10 xò than. Phía trên đây gánh hai con nhỏ để làm số đao nữa. Đây còn 4 con, 1, 2, 3, 4, 5 con nhỏ nhỏ con này nữa. Rất nhiều. Lỗ thất các bạn nhìn này, nguồn này to khủng bố luôn. Đây Yamaha điện 100V, công suất 230W. Với cái cơ lượng công suất này thì các bác có thể chơi với cả bát 30 màng dưới vẫn thoải mái. Đây bát 30 màng trống của em đánh vẫn căng đét luôn các bạn. Đây, rất nhiều cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài. Cổng quang thì 2, 3, 4, có 3 cổng quang vào và 1 cổng quang ra đây. Đặc biệt đây có một chữ cổng main này. Cổng main này sẽ xuất tín hiệu sang thiết bị âm thanh khác, tín hiệu sẽ test luôn. Ở đây có cổng chứa main này, main cổng A và B đây. Dòng này trở kháng ghép loa thì đây, với trở kháng A hoặc B sẽ là trở kháng thấp nhất là 6 ohm. Như vậy range 6 ohm trở lên, từ 6 ohm trở lên. Cổng A cổng B là 12 ohm trở lên. Đấy. Đây, cổng bên. Cổng bên thì đây, em sẽ phía trước này em sẽ tắt cầu loa đi. Đấy, không cho loa âm đi hát nữa. Và đây em sẽ cắm cái cổng bên. Cổng này ở âm đi phía sau và cổng bên này. Và đây là bộ âm thanh phía sau. Đấy. Đây em sẽ vặn volume này. Đấy. Nhà bác mà có cục đẩy chẳng hạn, đây cục đẩy mà không có volume, không có bass check ấy, thì các bác cắm như thế này thì chỉnh được cho được cả cái đường tín hiệu ra luôn. Đây, check này, mất này. Đấy, check lên này. Bass cũng vậy. Đấy. Còn bây giờ các bác muốn loa âm đi để phát ra loa, ấn cầu A này. Đấy. Đây. Hiện tại như thế này là âm đi nó vừa đánh ra loa và cái cổng bên kia nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Tức là nó hoạt động song song cả hai luôn, vừa làm âm đi vừa làm pad cho thiết bị âm thanh khác. Đấy. Giá 2.600.000 đồng cho một cái âm ly rất đáng để chơi. Đây, cái hộp mà giải mã 2 thứ bit nó nằm ở trên này. Đấy, trong này được bảo vệ rất là chắc chắn. Giải sò trông rất là hợp hố. Đây, cổng bên đằng này được kiểu gì vẫn hỗ trợ cái cổng súp điện cho các bác sử dụng được. Công suất là 230W, hàng được lắp ráp tại thị trường của Malaysia. Những cái dòng âm ly đa kênh này cũng phần lớn đều được lắp ráp tại thị trường của các nước bên thứ ba, hay là Indonesia, Malaysia, đấy, có cả Korea, Hàn Quốc cũng có, và những cái dòng Pioneer hay Delong Made in Việt Nam cũng có đấy các bạn, nhà máy đã đặt ở Việt Nam thôi. Đấy. Giá 2.600.000 đồng, âm đi hoạt động hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Đấy. Máy dày và nặng. Đấy. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555, và số điện thoại lúc nào cũng hiển thị vi góc màn hình bên trái này. Xin cảm ơn các bác nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây em xin đi báo giá lần lượt lại một chút. Âm đi EMA 2.600.000 đồng không bao gồm phí ship. Bộ dàn của Sony này, thanh lý giá rẻ các bác về nghe Tết, giá 1.000.000 đồng. Đầu máy của Kenwood này, các bác về ghép những cái loa bookshelf nhỏ nhỏ 500.000 đồng, vừa nghe USB vừa nghe đĩa CD.
và đầu máy của Kenwood này 350.000 đồng, rất là rẻ. Xin chào các bác ạ.